Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 anh em, 22 tháng 10 ha. Em Hào có vô được cặp xanh tím anh em, cặp xanh tím mà này có thái độ đấu ngon lành à. Đó, anh em nào chơi thì bắt ha. Em bán 200 ngàn một con thôi. Thì hai con này thì chim cũng đang vô cám anh em nha. Đó, đang sâu trộn cám anh em, về anh em trộn hình chứng kiến vô với cám mình vô là ăn thôi. Đấu rất là đã luôn ha. Em bán 200 ngàn một con ha, anh em chơi hốt giùm em mọi người ha. Rồi, tiếp luôn cả nhà nha. Đây em có thêm một cặp năm màu, một cặp năm màu nữa nè. Đây, một cặp năm màu ha, chống mái luôn. Đó. Con chống này ông anh ổng nuôi là này cũng phải 2 tuần có rồi, ở rừng thái độ rất là tốt luôn chị. Đây, nó đây nè. Cặp này ha. À, con mái nè. Chống nè, vô cắm hạt cứng rồi nè, ở nhà hót lai gai hết rồi. À, mới đưa ra cho em đó. À, anh em nào mà có gọt nuôi lên sau này thi thố làm gì thi ha. Con này con năm màu này tướng cũng được lắm anh chị. Chống nè. À, ở nhà ha. Vậy anh em nuôi vài bữa nó căng lên nó chơi thôi. À, ở nhà ông anh em nuôi nó cũng hót lai gai tối ngày luôn rồi. Rồi, đi con mái nữa anh chị. Đây là con mái ha. Rồi em bán cặp này nè, bán cả cặp luôn. Anh em mua về anh em thả AV hay là gọt là gì làm. Con mái tướng cũng đẹp lắm. Con trống thương cũng đẹp luôn. Em để cặp này 600 nha. Trống em bán 400 được anh chị. Con máy em để 200 ngàn thôi. Ok anh em ha. Hàng tuyển lựa nuôi cũng cả nửa tháng, 1 tháng rồi cả nhà nha. Rồi, ok ha. Trời đấu quá trời, xanh tím nó đâu quá trời luôn. Rồi. Đây, con này nữa nè, con đuôi chẻ này nữa nè. Đó, này là cho bắt đuôi chẻ này luôn. Đó, kè chim vô sáng nó xì, nó đứng múa lắc lư nó xì rất là đẹp luôn con chim mình nè. 450 nha, 450 anh em ha. Rồi. Rồi, em có con họng con đây. Cái này là năm màu bụng trắng. Ơi quên phan. Đây, rồi sáng giờ vô chim họng đen quá trời quên. Họng đen anh em. Khúc mặt họng đen đây. Anh em nào chơi gọi em Hào nè. Khúc mặt họng đen chuyền anh em. Đó. Rồi đẹp, con nào con nấy đẹp ngon lành luôn chị. Cám hạt cứng nha, cám hạt cứng anh em về anh em bỏ cám hạt là ăn thôi. À, cả đã nhà đã không cả nhà ha. À, không đen nha. Đó, em mới vô ha. Rồi. Tướng tá ngon lành con đẹp ghê mười ha. Ở đây nữa nè anh chị. Đó, không đen quá trời luôn nha. Thì không đen em Hào đang đổi đồng giá là 300 ngàn nha. Đó, không đen không nè anh chị. Không đen em nào đổi giá 300 ngàn nha. Anh em nào chơi alo em Hào ha. Rồi, không đen ha anh em ha. Rồi, em cũng còn một số Đà Lạt đuôi dài luôn nha. Đà Lạt đuôi dài nè. À. Khuôn mặt Đà Lạt đuôi dài ha. Đà Lạt bụng vàng anh em. Đó. Đà Lạt bụng vàng đuôi dài ha. Đó, em bán anh em mình chơi ha. 550 một con anh em, 550 một con ha. Anh em nào chơi gọi em Hào luôn ha. Đã không mọi người. Rất là đẹp ha. Rồi. Đây, còn con tơ nè, con dịp bổi nè. Đó, ở nhà ha. Rồi. Rồi bảy màu nó hót nè anh chị. Anh em nào chơi bảy màu hót hú em Hào luôn. Ồ nó hót nó múa nè. Đó, bảy màu 2.5 nha anh em. Bảy màu chiền 2.5 còn chiền không à. Ôi con này hót quá trời hót luôn nè. Đây nữa nè. Đó, 2.5 20 bó anh em luôn, nó sẽ chỗ đẹp ha. Rồi. Năm màu bụng trắng luôn, em cũng còn nè, rất là đẹp luôn em nào chơi gọi. Này là năm màu bụng trắng nha, thì không đen rồi và năm màu bụng trắng em Hào phân riêng hết rồi. Có dán giấy từ con hết nên em yên tâm. Đó, khó mà lộn lắm ở nhà ha, nếu mà nhìn không kỹ là lộn anh chị ha. Nhưng mà cái con năm con họng đen á, cái đuôi nó đen anh chị. Nó có màu đen, có mấy chấm đen 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 đen, nhìn nó cũng dễ phân biệt hơn nhiều nha. Rồi ok ha. Đây nữa anh chị ha, đây nữa. Đà Lạt bụng trắng, đuôi dài. Con này màu tím đẹp lắm anh chị. Đó, con này em Hào bán giá 500 ngàn nha, anh em nào chơi gọi em ha. Đây em có con Đà Lạt chuyền rất là dạng luôn nè. Con Đà Lạt chuyền nè, anh em nào bắt con Đà Lạt chuyền này về chơi nè, bán 400 thôi. Đó, con này nuôi rồi cũng bữa giờ cả tháng rồi. Đó, khá là đứng lòng luôn đó anh chị. Đó, em bán 400 ngàn ha. Đây, anh em mình mà có chơi chim ốc bích á, thì anh em mình liên hệ em Hào luôn. À, vài bữa nữa, ở lộn ơi, chiều nay em sẽ có vô ốc bích chuyền cho em nha. Tầm 250 con ốc bích chuyền á cả nhà nha, anh em chơi alo em Hào ha. Rồi rồi tiếp nha cả nhà ha. Đây em Hào vô cu bể đấu, sáng em Hào vô một số cu bể đấu đây, tổng cộng là 8 con đó, 8 con ha. Em Hào quay cho anh em mình coi, anh em ơn con nào được thì bắt ủng hộ vô em Hào ha. 8 con nha anh chị ha, cu bể đấu nha. Thì cu này ở Gia Lai xuống anh chị,
họ họ bẫy giò, bẫy lụp, bẫy gáo đó, họ đưa xuống cho em mà hàng bao trống, hàng quýnh bẫy đấu, em sẽ bao trống lại anh em nha, anh em về anh em chơi thoải mái, ví dụ như có tình nghi máy thì thôi cứ đưa đến anh em hàng em hào đổi cho, tại vì nhiều khi thợ họ giao xuống cho cửa hàng á anh chị, nhiều khi họ bẫy giò, nhiều khi cũng dính con máy cả nhà, nhưng mà tỷ lệ rất là thấp, nhưng mà xui rủi có thì anh em cứ liên hệ em hào sẽ đổi trả cho anh em con khác nha. Chứ giờ em không có trực tiếp đi bẫy nên em cũng không biết nữa, anh em thợ họ gửi xuống sao thì em bán vậy thôi đó cả nhà ha. Rồi đây nha, anh chị nào chơi thì gọi em màu ha. Đây em quay từ con nha cả nhà, nay chim đẹp lắm mọi người, con mã số 1 nè, con cu này mã số 1 nha cả nhà, số 1 dài đòn lực lưỡng còn rất là đẹp luôn, thấy không? Ồ, cái còn mà quá trời quá đất, cái còn luôn, cu mã số 1 nha anh em ha. Để em quay gõ cho cả nhà coi. Từ cầm nha anh chị cô chú ha. Đây cầm con chim này bự lắm, chim này cũng rất luôn. Đó, con chim số 1 đẹp lắm, anh em nào chơi gọi em ha. Rồi số 2 cũng rất là tốt anh chị. Đây là số 2 đây. Số 2 cả nhà nha. Đây là số 3 anh chị. Ồ, số 3 cái ngực quá trời cái ngực. Số 3 cái ngực khủng khiếp luôn anh chị, con chim rất là to con luôn nha. Cái ngực chà bá luôn anh chị. Rồi ok nha, số 4 nha anh chị nha. Số 4 nha anh chị. Số 4 đây. À, số 4 quá đẹp luôn đó nha. Rất là dữ luôn. To số 4 nè. Ok ha, anh chị nào cho bắt số 4 giùm em, số 5 luôn. Số 5 luôn anh chị. Số 5 đây là số 5 nè. À, đây là chơi alo em à, số 5 ha. Số 5 gồm quá trời luôn, đây số 6 nè. Trời, số 6 cái tướng đã ghê mọi người. Hết biết số 6 luôn. Con này cái ngực cũng được lắm rồi cả nhà. Ôi cái ngực kìa. Số 6 ha, đây số 7. Số 7 nè quý anh chị, con cu rồi, tướng rớ. Số 7 cũng rất là đẹp nha cả nhà ha. Rồi số 8 luôn. Ôi mà con này nó nhảy nó chóc lòng rồi, nó chóc cái hơi xước xước đầu rồi. Hơi xước xước đầu ở trên nè quý vị. Rồi em thanh lý con cu này luôn cho anh em đi 200 ngàn thôi. Tướng bự lắm anh chị ha. Nào với em có thêm con cu nữa anh chị, cái này không biết người ta nuôi người ta thả hay là sao đó mà nó bị cắt cái đuôi nè anh chị, bị người ta cắt cái đuôi mất rồi đó, mà thả họ đưa về có sao mình bán vậy luôn đó nha ha. Rồi chốt luôn nha, con này em bao trống cho anh em chơi luôn đi, bắt giùm em luôn, em bán 200 ngàn thôi ha cả nhà ha, 200 ngàn ha. Đó trời nó kêu quá trời kêu luôn anh chị, kêu quá trời luôn. Đây em còn hanh tước nha, hanh tước Việt Nam trống nè, 400 ngàn nha anh em. Anh tước máy thì em bán 150 thôi, nếu mà anh em nào bắt con cặp thì 550 nha, giá chót luôn rồi, em không có bớt được anh chị. Rồi lụm luôn chị, đây em có một cặp cu tơ nè, cu rừng nha, một cặp cu tơ luôn. Cái này anh em nào mà chơi dạng như mà mình bán cái này bán cả cặp nha anh em ha, không có xé lẻ nha. Đó, hên thì được con trống con máy, còn hên nữa thì được hai con trống nha, thì nó hên xui thôi con cu tơ mà anh chị. Cái này anh em nào mà nuôi mày để khiển khách đó nè, anh em mà nuôi mà để mình tập làm chim mà đi ra đi vô mình búng tay là được. Mấy con cu tơ này mình nuôi thời gian mình để mình đi qua lại mình ghẹo nó, sau này nó gặp mình nó gù à, nó cũng rất là dễ thường người nha. Cặp 400 nha, anh em bắt lẻ luôn cũng được, 200 ngàn con đi hên xui nha. Cái này thì em không có bao chống máy hả, mấy con tơ này nuôi làm cu khiển khách ngon nè. Rồi với lại hôm qua em hầu cũng có đi bẫy chim bông lau anh chị, em cũng có đăng ở trên mạng rồi đó, anh em cũng có coi cũng có biết ha. Đây thì hôm nay em hào đi dính được một số chim bông lau, thì trong đây tỷ lệ trống rất là cao, như con Thơm này nè, có con Thơm rất là đẹp luôn nè, Thơm đẹp không đó. Đó thì tỷ lệ trống rất là cao ha, thì con nào mà nhỏ con tình nghi máy em cũng đánh dấu lại rồi, nếu mà anh em bắt thì nó cũng khả năng trống cao đó, nhưng mà em không có bảo hành nha, nó rẻ lắm anh chị, nó có 100 ngàn con mà mình không có bảo hành được đó. Hàng đẹp đẹp không à, anh em nào chơi gọi em nha. Ông lau đít vàng mới vô nè, 100 ngàn con nha, quýnh bờ quýnh lập không á anh chị ha. Hôm qua em hào đi quýnh lập, đi quýnh lập đi về á. Rồi vô tiếp nha anh em. Thì em quay video này sơn cái rồi chiều ống bít vô em hào quay thêm một cái nữa ha, cả nhà ha.
Đó, đa đa nha anh chị, đa đa quý vị. Đa đa nè, em mới vô nè anh chị, đa đa tơ đã lắm nha anh em, gốc Đắk Lắk nha. Chân là đã mọi người. Nó thì con tơ như vậy em hào bán 400 nha. Nè. Có con bỏ nó nhảy chày đầu rồi nè, trời ơi xước đầu nặng rồi. Cái dòng này nó vậy đó. Rồi 200.000 đó anh em nào chơi gọi em. Đa đa tơ nè, trụ chà bá luôn anh chị. Chà bá luôn nha. Nha ha. Đa đó anh em nào chơi đa đa giùm hú em mà em có trống không có máy nha anh chị, em có trống thôi tim hà không có chim máy nha. Rồi à, chè đất luôn, chè đất tụi con này dáng đẹp chưa, nhưng mà nó ế dính đất rồi, nó thi phân dính đất rồi, bỏ nó qua bên đây. Đây chè đất em hàng đẹp em còn nhiều lắm anh em nào chơi bắt nè nha. Anh em nào chơi bắt luôn, thanh lý luôn nha, toàn bộ luôn. Anh em nào bắt con nào cũng được, bán 100.000 con thôi. 100.000 nha anh chị ha, 100.000 bán cho hết hàng luôn nha quý anh chị. Đây, mướn được luôn nè, mướn 100.000 anh em ha. Rồi, em còn con chuyền chuyện đầu vàng luôn, anh em nào chơi gọi em nha, hàng luôn cứng nhắc rồng. Đó, 350 nha anh em, 350 con chuyền chuyện đầu vàng nha. Rồi, hồng hạnh luôn. Đây, em có con hồng hạnh chuyền nè anh em. Hồng hạnh chuyền mà 7 sao, có chuyền không? Đúng rồi, không. Lâu nó cũng còn hơi dần dần là phải chiền không, mà nó mấy anh thợ 7 sao nó bay mất cái lông đuôi rồi, bay mất lông đuôi rồi. Em bán cho anh em mình chơi với giá là 100.000 thôi, còn cái hàng mà lông đuôi đầy đủ nguyên đẹp nè, em hào bán với giá là đây đẹp không, em hào bán với giá là 150 nha, 150 nha anh chị ha, 150. Rồi em có một cặp chim này màu sắc rất là đẹp luôn, à, ăn chuối nha nè, nó ăn chuối nè. Đây là hai con cu róc nha anh em, hai con cu róc nha. Anh em chơi AV thì bắt giùm em. Ôi màu đẹp lắm anh chị. Màu sắc là khỏi nói tới luôn, cực kỳ đẹp nha. Rồi. À. Thì em bán 250 một con đó, anh em nào chơi thì gọi em ha. 250 một con, trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Không còn chỗ nào chơi hết. 250 một con ha. Rồi. Với lại đây mọi người quá trời chim luôn, quảng cáo mệt quá. Với lại em có chè lửa anh chị, chè lửa 200.000 nè. Đây em có con máy đuôi dài đẹp 12.5 luôn nè, chim Đắk Lắk nha anh em ha. Con máy này em hào bán giá 300.000 nha. 300. Còn mấy con lửa nè. À em đang hành lý 200.000 con, đuôi 14 15 gì đó anh em. Cũng có con đeo đuôi đen ra. Đó, 200.000 nha, không có tật lỗi gì hết nha anh chị ha. Đó, bán cho nó hết luôn, hết hàng nếu mà nhập hàng mới nha. Bán 200 thôi. Rồi. Năm màu nè em vẫn còn, em có năm màu chuyền nè, có con năm màu chuyền nè anh em nào chơi gọi. À, năm màu chuyền ha, có như một cái mặt nó hơi cũng mới công lông nha. Đó, bán 250 thôi, anh nào thích chuyền thì bắt cùng em ha. Rồi rồi ok ha, em kết thúc video tại đây nha. Rồi có gì anh em cần món gì gọi em. Chiều chi bóng mít vô thì thôi cắn rồi, con đuôi trẻ nó cắn con xanh tím á. Đấu dữ lắm, còn anh em nào bắt con xanh tím con đuôi trẻ này nè. Hôm nay nó hót ngon hết mọi người. Nè con này nè, lòng vuông nè. Hồi hồi sáng nó hót, nó múa, nó xì, nó lắc lư gì rất là đẹp luôn cả nhà. Nó xì cái cục vàng ở sau tích nó đó. Rất là đẹp luôn chị. Đó. Thì anh em nào chơi thì alo em hào ha. Rồi ok cả nhà ha.